Chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì trước mắt quý vị và các bạn là một con Amly Philip. Thì chất âm của dòng Philip thì quý vị cũng biết rồi ha. Rất ngọt. Đây là con Philip 741 nha quý vị. 741. Thì con này hôm trước em cũng có quay một lần rồi quý vị. Em cũng quay rồi, em test với đôi loa khác ha. Hôm nay em test với đôi loa kép của Anh Quốc này ha. Kép của Anh Quốc. Con này quý vị kép với những dòng châu Âu, những dòng loa châu Âu đánh rất là hay. Tiếng rất là ngọt quý vị. Và chi tiết thì nó sẽ có một cái độ tĩnh rất là rồi. Bây giờ em sẽ lay cho nó chạy ha. Đã từ lâu tôi vẫn thường trong bóng đêm mang nỗi buồn không biết tên. Tôi đã từng thề mây hẹn gió, tôi muốn lánh xa chuyện đời, tôi muốn quên đi loài người. Tôi ước mơ trong cuộc đời không có đàn bà. Với người quen biết nhau, tôi nghĩ tình chỉ thế thôi, đâu biết lòng thầm mang niềm nhớ. Tôi muốn lạnh nhưng lại tìm, muốn quên nhớ càng nhiều. Tôi muốn xa nhưng lại gần, ơi đàn bà. Dao làm tim nhỏ máu, ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua, ôi đàn bà lạnh lùng đêm nay, ôi đàn bà là vần thơ say khúc nhạc chua cay. Vĩnh biệt nhau thương chút tình nơi xứ xa. Rồi thì với mức giá con này đánh 4 sào thang nha quý vị. Với mức giá 3 triệu đồng quý vị, thật sự là quý vị không thể nào tìm được một con Amly đến từ Nhật hay là Mỹ gì mà đánh được cái chất âm nó ra như thế này. Đây, quý vị nào có những đôi loa mà toàn giải hay loa đồng trục, hay là những đôi loa đến từ châu Âu như loa Anh, loa Đức, loa Đan Mạch gì đó, quý vị ghép vào. Đây, giá chỉ 3 triệu thôi quý vị. Giá còn rẻ hơn con Amly Nhật bình thường. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Thì con này em cũng có giới thiệu rồi hôm trước rồi, tình trạng là nguyên zin hết quý vị. Thì quý vị lấy Amly thì em sẽ tặng một cái bộ dắt kết nối ở phía sau, rồi quý vị chỉ việc ghim vào sử dụng thôi. Thì với mức giá chỉ 3 triệu thôi quý vị. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.